Thưa quý vị, trong gần 2 năm qua, dịch COVID-19 bùng phát vào thời điểm trước hoặc trong mùa cao điểm du lịch khiến ngành du lịch thất thu. Các doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng với công suất khoảng 50% hoặc ngưng hoạt động hẳn vì không có khách và cũng không dám đón khách. Việc này đã buộc các doanh nghiệp phải cắt giảm lao động. Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã có khoảng hơn 10.000 lao động ngành du lịch mất việc làm, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Ngành du lịch mong muốn sớm mở cửa trở lại để kịp đón khách vào mùa cao điểm cuối năm. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp có nguồn thu mà còn đảm bảo công việc cho người lao động, tránh việc nhân viên trong ngành chuyển nghề hoặc đi nơi khác tìm kiếm việc làm, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn lao động sau khi mở cửa hoạt động trở lại. Khu Marina Bay Resort và Spa nằm trên đường Trần Phú là một trong số các điểm đến hấp dẫn du khách khi khách đến thành phố biển Vũng Tàu. Từ tháng 5 trở lại đây, khi tình hình dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, cũng giống như các doanh nghiệp du lịch khác, Marina Bay Resort và Spa lâm vào cảnh khó khăn. Lúc này, doanh nghiệp tạm thời cắt giảm luân phiên cho nhân viên nghỉ bù lễ, khi thành phố Vũng Tàu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch giãn cách xã hội ở mức cao vào tháng 7, khu du lịch đóng cửa các dịch vụ như nhà hàng Spa. Tuy nhiên, dù không thể đón khách, nhưng cũng không thể đóng cửa vì nhiều khu vực trong resort vẫn phải duy trì, như cảnh quan, kỹ thuật, các bộ phận dịch vụ cũng phải có người để phục vụ số khách còn ở khu du lịch từ trước dịch đến nay. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ có thể duy trì khoảng hơn 20 nhân viên làm việc. Mong muốn lớn nhất của doanh nghiệp cũng như người lao động hiện nay đó là ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu sớm mở cửa trở lại. Bởi nếu tiếp tục kéo dài tình trạng đóng cửa, người lao động sẽ không thể duy trì cuộc sống, buộc phải chuyển đổi công việc. Trong thời gian mà chờ đợi được mở cửa trở lại thì doanh nghiệp chúng tôi chú trọng việc đào tạo, nhất là quy trình đón khách trong đại dịch. Việc đào tạo diễn tập cũng làm cho nhân viên thành thạo và xử lý tốt các tình huống xảy ra, và thứ hai là cũng để giữ chân người lao động. Chúng tôi cũng có một số kiến nghị gửi đến các cơ quan ban ngành. Theo như nghị quyết 68 của chính phủ thì chính sách hỗ trợ của người lao động cần phải đồng đều và nhất quán. Vừa qua thì đối với nghị quyết của 68 thì nhân viên mà khối nhà hàng thì được hỗ trợ, trong khi đó nhân viên lưu trú thì không được hỗ trợ. Thì đó là một cái điều mà nhân viên họ cảm thấy chưa được thực sự có một cái động viên đúng lúc. Và một kiến nghị thứ hai gửi đến Sở Du lịch cần phải lên một cái kế hoạch cho chương trình đào tạo trực tuyến và bổ sung thêm kiến thức cho người lao động. Dịch bệnh cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho người lao động, nhất là về nguồn thu nhập. Nguồn thu nhập không được đảm bảo tại vì do dịch bệnh nhiều nên các khách sạn không thể hoạt động được như trước, thì dẫn đến cuộc sống rất là khó khăn. Tôi cũng mong dịch bệnh sớm được kiểm soát và các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp hỗ trợ hơn cho các khách sạn để cho người lao động làm việc trong ngành khách sạn có thể quay về cuộc sống ổn định như trước đây. Còn tại các khu khách sạn như khách sạn Kiều Anh, thành phố Vũng Tàu, do có lượng khách chuyên gia tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lưu trú tại khách sạn theo phương án một cung đường hai điểm đến, nên thời gian qua, doanh nghiệp không cắt giảm lao động mà nhân viên chia ca làm việc, các bộ phận cắt giảm hỗ trợ các bộ phận khác để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, việc này chỉ giải quyết tình thế và sẽ không thể thực hiện nếu có khách đông, yêu cầu phục vụ tăng cao. Trong khi đó, theo đánh giá của đại diện doanh nghiệp, với tình trạng người lao động trong ngành đang dịch chuyển sang ngành nghề khác như hiện nay, việc thiếu lao động cho các doanh nghiệp du lịch tái khởi động là điều khó tránh khỏi. Từ tháng 5 năm 2021, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã rơi vào tình trạng khó khăn, giảm sút nghiêm trọng. Đặc biệt là khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã khiến ngành du lịch thực sự kiệt quệ khi hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa với thiệt hại ước tính trên 95%. Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch tỉnh, có đến hơn 70% lao động trong ngành du lịch chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, phải chuyển đổi công việc hoặc về quê tránh dịch. Hiện tại, nếu không có giải pháp phù hợp hoặc có biện pháp sớm mở cửa ngành du lịch, nguy cơ thiếu lao động khi ngành du lịch khởi động lại sẽ là điều tất yếu xảy ra. Nếu khôi phục lại ngành du lịch để mở cửa đón khách, thứ nhất là chúng ta thiếu hụt cái lượng lao động mà đã dịch chuyển. Rất là trăn trở là lực lượng lao động dịch chuyển đó, từ giờ chúng ta phải làm sao? Trên cái điều là hiện nay là cái điều mà chúng tôi muốn kiến nghị đến các ngành, các cấp là phải có một chính sách. Chính sách thứ nhất là chính sách thu hút, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cái nguồn nhân lực của năm 2022. Thu hút như thế nào và chính sách đào tạo bồi dưỡng ra sao thì là phải phối kết hợp cùng với Sở Du lịch, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Kế hoạch Đầu tư và cùng Hiệp hội Du lịch để đưa ra những cái chính sách, những cái chương trình để thu hút cái nguồn nhân lực khi họ quay lại
đối với ngành du lịch và địa phương chúng ta. Theo đại diện các doanh nghiệp, để tránh tình trạng thiếu nguồn lao động cho ngành du lịch, một trong những giải pháp hữu hiệu nhất đó là sớm mở cửa hoạt động trở lại khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, đồng thời phải có giải pháp thích ứng linh hoạt, an toàn. Vấn đề này cũng đã được Sở Du lịch cũng như Hiệp hội Du lịch tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo đó, hai cơ quan này cũng đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân tỉnh có giải pháp sớm mở cửa lại hoạt động của ngành du lịch, trước mắt là đón khách du lịch nội địa một cách có chọn lọc. Đối với ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì chúng tôi cũng đã ban hành cái kế hoạch, cái hướng dẫn cái kế hoạch và cũng đã dự thảo cái phương án mẫu. Chúng tôi đã làm xong cái phương án mẫu này, đã trình cho Ủy ban nhân tỉnh để đề nghị là Ủy ban nhân tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh sớm cho cái hoạt động du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu sớm hoạt động trở lại. Và khi hoạt động trở lại đó, thì các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào cái phương án mẫu này, sẽ lập cái phương án thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch ở tại cơ sở mình và đủ cái điều kiện để có thể triển khai hoạt động trở lại. Với hơn 10.000 lao động trong tổng số khoảng hơn 12.000 lao động hoạt động trong ngành du lịch mất việc hoặc chuyển đổi công việc so với trước dịch, đây quả là điều thách thức với ngành du lịch vốn luôn có nhu cầu cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Do vậy, để đảm bảo nguồn nhân lực cho ngành du lịch, bên cạnh một chiến lược phù hợp để ngành sớm có thể mở cửa đón khách, rất cần sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động thích nghi trong tình hình mới để họ có thể sẵn sàng phục vụ ngay khi trở lại với công việc.